Thời điểm này là giai đoạn quyết định của rất nhiều cuộc đua trong môn golf. Chúng ta hãy bắt đầu với Live Golf Badminster sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Đây là một trong ba giải cuối cùng để xác định nhà vô địch nội dung đánh đơn với số tiền thưởng lên tới 18 triệu đô la. Hiện tại, Tyler Hoops đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 145 điểm. Tuy nhiên, những golfer phía sau như Cam Smith hay Brooks Koepka vẫn còn cơ hội bứt phá. Và giải đấu diễn ra ở ngoại ô New York tới đây sẽ là cơ hội đầu tiên.